Trong video ngày hôm trước thì mình có giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một bộ pickup, nó có mức giá rơi vào khoảng đó chính là 19 triệu đồng. Và nó hoàn toàn có thể chơi được những tựa game đó chính là Battlefield 5, CSGO hay là PUBG. Với thiết lập đó chính là Max Setting ở độ phân giải 2K. Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một bộ pickup, nó có mức giá rẻ hơn khoảng 10 triệu. Và liệu rằng thì nó có thể chơi được những tựa game đó chính là PUBG hay là CSGO một cách mượt mà hay không thì chúng ta cùng bắt đầu khám phá trong video ngay bây giờ. Và bộ pickup mà mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn ở trong video này thì nó sẽ có mã đó chính là 034. Và những thành phần chính cấu tạo nên bộ pickup này, đầu tiên có thể kể đến đó chính là con chip AMD Athlon 200GE. Với những bộ PC thuộc phân khúc giá rẻ thì việc sử dụng những con chip đến từ AMD thay vì Intel là một trong những sự lựa chọn vô cùng hợp lý, bởi rằng nó có một tính năng hoàn toàn có thể tương đương mà mức giá của nó hiện tại thì vẫn rẻ hơn so với những con chip đến từ Intel. Các bạn sẽ có 2 nhân và 4 luồng, xung nhịp của nó đạt đó chính là 3.2GHz. Và ngoài ra, nếu như các bạn chỉ sử dụng những tác vụ văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint hay là chơi những tựa game nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến card đồ họa RAID, mà nó sẽ được tích hợp một chiếc card đồ họa onboard, đó chính là Radeon 3Vega. Nó hoàn toàn có thể xử lý được những tác vụ mà mình đã vừa kể trên một cách mượt mà nhất và các bạn không cần phải sử dụng đến card đồ họa RAID. Để nói về mainboard, nó đang sử dụng đó chính là mainboard đến từ Atrox có mã đó chính là A320M HDV. Về chiếc mainboard này thì nó chỉ thuộc ở phân khúc phổ thông chứ không phải là phân khúc cao cấp hay là cận cao cấp. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nâng cấp như là RAM hay là SSD, bởi vì nó có các khe cắm để chúng ta có thể nâng cấp một cách khá là dễ dàng. Còn về VGA, nó đang sử dụng đó chính là chiếc GTX 1050 Ti đến từ InnoMAD. Mặc dù đây là một trong những chiếc VGA 1050 Ti nó rẻ nhất đang có mặt trên thị trường, tuy nhiên không vì thế mà nó đánh mất đi hiệu năng cũng như vẻ đẹp đang có ở trên chiếc VGA này. Nó sẽ bao gồm đó chính là hai fan, nhìn trông nó khá là đầy đặn và phần tản nhiệt của nó cũng trông khá là lớn, hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta một cái hiệu năng rất tốt trong quá trình khi mà chúng ta trải nghiệm cũng như sử dụng trên chính chiếc VGA này. Đối với dung lượng RAM thì các bạn sẽ có 8GB và RAM này nó sẽ đến từ cọc xe có mã đó chính là LPX8 và bớt của nó sẽ là 2666 MHz. Với 8GB RAM thì theo mình nghĩ thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ cho chúng ta chơi được những tựa game như là PUBG hay là CSGO một cách khá là đầy đủ. Về SSD thì nó đang sử dụng SSD đến từ Kingston có mã đó chính là A400 với dung lượng là 120GB. Và để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống mà mình đã vừa kể trên thì nó sẽ sử dụng một bộ nguồn đến từ Acebel với công suất là 420W. Với bộ nguồn này thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm các fan quạt LED để chúng ta có thể gắn vào cái bộ cây này trở nên hấp dẫn hơn mà không lo thiếu điện. Và cuối cùng thì để bỏ toàn bộ những linh kiện mà mình đã vừa kể trên thì bọn mình sẽ sử dụng một bộ vỏ cây đến từ Sigmatech có mã đó chính là N40039. Đối với bộ vỏ cây này thì cái điểm đáng chú ý nhất có thể kể đến đó chính là các bạn sẽ có hai cái fan quạt màu đỏ thì nó sẽ giúp cho cái bộ cây của chúng ta trở nên mát mẻ hơn, cũng như thì nó sẽ giúp cho cái bộ cây của chúng ta trở nên đẹp mắt hơn so với một số cái bộ cây mà nó sẽ không có cái phần fan quạt LED này. Và đó là toàn bộ những gì về phần bộ cây. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn đi khám phá hiệu năng ở bên trong bộ pickup có mã là 034 này. Đi vào trải nghiệm thực tế thì đầu tiên đến với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì với mức thiết lập đó chính là Max Setting ở độ phân giải Full HD thì cái số FPS của nó rơi vào khoảng đó chính là từ 95 cho đến 100 FPS. Và cái nhiệt độ của GPU lúc này nó rơi vào khoảng đó chính là 29 độ C. Với CSGO thì với mức thiết lập đó chính là Max Setting ở độ phân giải Full HD thì cái số FPS của nó đạt được trên 100 FPS. Và cái GPU lúc này thì nó đã bị tiêu tốn mất khoảng đó chính là từ 65 cho đến 71%. Và nhiệt độ của GPU này cũng đang nóng hơn một chút, rơi vào khoảng đó chính là từ 55 cho đến 57 độ C. Và nó hoàn toàn có thể chơi được một cách khá là mượt mà. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với một tựa game đang làm mưa làm gió trên thị trường, đó chính là PUBG. Với PUBG thì lần đầu tiên mình có thiết lập đó chính là Max Setting ở độ phân giải Full HD. Tuy nhiên thì cái số FPS của nó đạt được chỉ rơi vào khoảng đó chính là từ 35 cho tới 40 FPS mà thôi. Và chơi thì nó khá là giật lag. Vậy nên thì mình đã đẩy xuống đó chính là Medium. Và cái số FPS lúc này thì nó đã đạt được rơi vào khoảng đó chính là từ 75 cho tới 80 FPS. Và chơi một cách khá là mượt mà. Và cái nhiệt độ của GPU lúc này thì nó rơi vào khoảng đó chính là 63 độ C. Cũng như thì cái phần trăm của cái tựa game này nó tốn vào cái GPU thì nó rơi vào khoảng đó chính là từ 97 tới 98%. Có thể nói nếu như các bạn muốn chơi PUBG một cách mượt mà thì các bạn chỉ có thể đẩy nó xuống đó chính là ở mức medium mà thôi. Và như vậy thì đối với bộ pickup nó có mức giá là 9 triệu rưỡi như thế này thì các bạn có thể thấy mình đã cùng với các bạn trải nghiệm trong video ngày hôm nay thì nó chỉ có thể chơi được những tựa game như thế là CSGO hay là PUBG với mức thiết lập phù hợp nhất thì nó mới có thể chơi được một cách mượt mà.
Và nếu như các bạn quan tâm cũng như muốn mua những bộ pickup này thì đừng quên truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì như vấn đề build PC hay chọn gaming gear làm sao hợp lý với nhu cầu mà các bạn đang sử dụng thì đừng quên để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.